Ôi con đèo đẹp không cô bác quý anh chị. Nay thì vào thời điểm này là khoảng gần 2 giờ, Vùi Hồ đang trên đường đi Mã Phì Lèn, một trong những cái con đèo mà đẹp nhất của cao nguyên vùng núi đá này. Và dưới kia, dưới sâu ở dưới kia, đó chính là con sông Găm. Đó là một con sông bắt nguồn chảy từ Trung Quốc chảy về. Và đây là cô bác quý anh chị xem một lần nữa nè, cảnh sông sông núi nè, trùng trùng điệp điệp. Bây giờ Vùi Hồ sẽ chạy một cái tay cầm máy quay hả, chạy cho cô bác quý anh chị xem nhé. Đây là đường đi xuống sông Nho Quế. Bây giờ tắt máy quay thôi, nguy hiểm quá. Vùi Hồ cũng không biết nói sao cô bác quý anh chị. Lần đầu cầm xe chạy trên cái đoạn đường vắng và hung hút như thế này. Bên đây là vách núi, còn bên đây là bực khẩm ở dưới này. Bên kia là những cái quả đồi ở bên kia. Đó, quay cho cô bác quý anh chị xem nè. Tai quá. Cô bác quý anh chị, Vùi Hồ lúc nãy vừa chạy dọc men theo những cái sườn núi đó đó. Những cái cây mà cao cao lên là những cái con đường đi đó. 1, 2, 3, 4, 5. Từ ở trên đỉnh đó đó xuống hiện nay đến tới đây. Thì vì cái trận mưa mấy ngày hôm trước, hôm nay lượng nước cũng khá là nhiều đây nè. Thì nước này là nước suối, vào nước nhiều như vậy thôi. Nhưng mà vào tầm khoảng tháng 9, tháng 10 á, thì ở cái Hà Giang này lượng nước khan hiếm rất là nhiều. Họ phải thay đổi trồng lúa mà ít nước á. Vậy đây là ở một cái đoạn đường nhỏ nè. Vừa hồi sớm giờ chỉ thả bộ thôi nên cô bác quý anh chị có thể thấy được. Sông Nho Quế là có con sông màu xanh xanh ngọc ở dưới kia. Còn đây là chính là ruộng bậc thang, ở dưới này một bậc, ở trên đó một bậc đó, và trên đó một bậc nữa. Thì cái ruộng bậc thang này, mục đích của là trồng ruộng bậc thang đó là việc giữ nước để có thể nước chảy từ ở trên sườn đồi trên kia và xuống cho đến ở dưới này, và có thể họ giữ nước đến ở dưới này. Mục đích là trồng ruộng bậc thang là quanh sườn đồi như vậy thôi. Bên kia là núi đá đó. Còn ở dưới này là con sông Nho Quế. Con sông nó có một màu xanh ngọc rất là đặc trưng cô bác quý anh chị. Chắc có lẽ là mọi người, cái con đường đi nó vất vả lắm, nhưng mà chắc có vẻ là vì một cái vẻ đẹp của sông, một cái nét thơ mộng của tỉnh Hà Giang này mà thu hút rất là nhiều lượng khách du lịch đến đây. Và ngay cả Vùi Hồ cũng vậy, mặc dù là trên con đường đi gặp rất là nhiều khó khăn vất vả nè, rồi nắng gió rồi mưa rồi không hợp khẩu vị, nhưng mà vẫn đến đây để quay cho cô bác quý anh chị xem những cái thước phim như thế này. Ôi nhìn một cái cảnh giống như là chúng ta nhìn giống như là một cái thiên đường. Không biết khi mà lên hình thì như thế nào, nhưng mà bản thân của Vùi Hồ chưa bao giờ thấy một cái cảnh đẹp nào mà nó quyến rũ giống như tỉnh Hà Giang này. Một cái cảnh sông ở trên đó thì là những đồi núi cao sừng sững ha, và ở dưới đây đó là bên đây là những cái dãy núi đá, còn ở dưới đây là một cái con sông Nho Quế, một cái con sông màu xanh ngọc với cô bác quý anh chị. Xem lại một lần nữa nha. Còn ở đây là ruộng bậc thang, ở đây là nước suối này, là một cái con lượng mưa ngày hôm qua còn đó cũng khá là trong ở đây nè. Vùi Hồ sẽ rửa mặt một tí nha. Cũng còn đường khá là xa. Quay ở đây thì cô bác với anh chị sẽ thấy rõ hơn về ruộng bậc thang nè. Đó, mình sẽ nhìn thấy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bậc thang ở đó nha. Và hành trình tiếp theo còn rất là dài. Vùi Hồ sẽ còn đi qua tỉnh Tuyên Quang nè, Hải Phòng nè, Thanh Hóa, và cả Quảng Nam. Xin mời cô bác với anh chị cố gắng nhớ đăng ký kênh cho Vùi Hồ nha. Có bao giờ các bạn tự nghĩ ở Nam Bộ của mình có một cái con suối nào nó chảy lớn như vậy chưa? Và đặc biệt là nó chảy lượng nước rất là lớn và trong như vậy. Ở Nam Bộ thì có rất là nhiều suối, rất là nhiều thác như ở Đồng Nai chẳng hạn, nhưng mà ở An Giang thì trước đây cũng có ở núi Ông Cấm.
có lượng nước chảy rất là nhiều, nhưng mà không bao giờ như vậy. Lượng nước chảy rất là mạnh và rất là lớn luôn cô bác của anh chị. Ở đây thì chúng ta có thể nghe được cái mùi nước, cái mùi hơi nước nó bốc lên ở từ đằng xa xa kia, mà ở đây nó có một cái cảm giác thật là mát lạnh luôn. Đây là nhà của người Mông, vẫn đắp bằng đất nung. Mình sẽ đi qua cái con đường này thì sẽ đến một cái con sông gọi là sông Nho Quế. Đi xuống đường này anh nhờ. Vì cái cảnh ở đây nó lạ lạ nên Bùi Hồ sẽ quay cho cô bác với anh chị xem nhé. Ở đây là phần bò, phần trâu, phần bò họ dùng để nuôi gà. Và đặc biệt thì ở clip trước Bùi Hồ có quay một cái nuôi gà gọi là gà thiến. Ở đây lúc nãy thì chạy xe cái con đường nó vẫn dốc như thế này cô bác quý anh chị. Nói chung là vất vả lắm. Nó tầm khoảng 7 cây nhưng mà đi khoảng 1 tiếng đồng hồ mới đến được cái ở đây sông này. Ở ngay chỗ cái lòng sông Nho Quế như thế này. Bây giờ sẽ tiếp tục lội bộ, nhưng mà sáng thì Bùi Hồ có đặt trước một cái anh đó. Giá thì đi một cái chiếc thuyền như thế là 50.000 đồng, ở 100.000 đồng cho một người. Nhưng mà Bùi Hồ có người quen đặt giùm nên giá giảm chỉ còn 50.000 đồng thôi. À, con suối nãy là nó bắt nguồn, nó sẽ chảy qua đến nơi đây. Đây là vẫn là ruộng bậc thang nè. Ôi, nó cái tục của người Mông thì họ thích sắp đá thành là một cái hàng rào để bảo vệ. À, này cô bác quý anh chị sẽ thấy nè, đây là một cái tường rào nha. Họ không làm bằng cây đâu, nhưng mà họ làm bằng đá tảng như thế này. Đó, đó chính là nơi con sông Nho Quế mình nhìn ở từ trên đỉnh đồi kia mình nhìn xuống. Thì mình nhìn từ trên đỉnh đồi kia mình nhìn xuống thì mình sẽ thấy được rằng là mực nước của sông Nho Quế nó rất là xanh như thế nào. Đây là từ cái đáy sông nhìn lên trên kia. Phải nói là view, nếu như mà nhà ở đây thì view nhìn lên đây rất là đẹp đúng không? Ôi, trời thì màu trắng á. Núi thì xanh, ở dưới này nước sông thì xanh ngọc. Trộn lẫn vào một cái cảnh mà không thể chơi vào đâu được nha. Nói chung là không có, khi đến đây rồi thì sự hấp dẫn của Hà Giang nó làm cho mọi người ở lâu hơn. Bùi Hồ dự định ở đây khoảng 2 ngày thôi. Đến ngày hôm nay là khoảng 4 ngày rồi. Ở đây thì vì nước suối nó xuống rồi cô bác quý anh chị, các trẻ ở đây nó lại mê bắt cá suối nè, rồi câu cá nè. Rồi để hỏi nó thử xem có cá không bác nhờ. Chào em. Ôi bác câu dính cá nhờ. Câu cá. Vâng. Ở đây là cá gì bác nhờ? Cá gì bác nhờ? Em câu dính được nhiều chưa? Em câu dính được nhiều chưa? Nãy giờ em ra đây câu lâu không nhờ? Câu buổi sáng rồi. Tôi phải đi qua cái mỏm đá này, cặp theo cái sông này và chiếc thuyền này nó sẽ rước tôi đi chạy dọc theo con sông Nho Quế. Cô bác thì sau một hành trình rất là dài và gian nan từ đỉnh đèo ở trên kia thì Bùi Hồ đang có mặt tại con sông Nho Quế. Và con sông này đặc biệt nó có một màu gọi là màu xanh ngọc. Con sông này nó bắt nguồn từ Trung Quốc và có một nơi gọi là nơi sâu nhất của đèo. Và nơi đó thì có một cái cảnh rất là đẹp và Bùi Hồ sẽ đi chèo lên một cái chiếc thuyền bè để cho cô bác quý anh chị cùng ngắm về cái cảnh đẹp của con sông Nho Quế này nha. Ôi đẹp quá. Ôi ơi, cô bác quý chị, Bùi Hồ sẽ kết thúc chuỗi video khám phá về mảnh đất Hà Giang.
Và đây là một trong những cái con sông đẹp nhất của Hà Giang, đó là sông Nho Quế. Và ở trên kia đó là đèo Mã Phì Lèn. Thì hôm nay thì có dịp về đây để quay những cái cảnh độc lạ ở nơi đây, đồng thời là sẽ làm một cái video clip về kỷ niệm về mảnh đất Hà Giang này, để cho cô bác quý chị khi mà có về Hà Giang thì hãy qua đây đi con sông Nho Quế này một lần. Nhưng lưu ý là mình phải đi đoạn đường đi xuống rất khá là vất vả, phải lái xe qua một cái đèo cực kỳ khá vất vả luôn, nên tranh thủ mình sẽ đi sớm nhé. Chiếc thuyền này chỉ có mình Bùi Hồ đi thôi đó, chở nguyên một chiếc thuyền vậy luôn á. Và bây giờ Bùi Hồ sẽ lên khám phá một cái mỏm đá trên đây. Thì theo chia sẻ của cái em lái đò đó, thì trên đây có cái mỏm đá mà nhìn xuống cái cảnh ở đây nó rất là đẹp. Thì đây là một cái một lần mình sẽ trải nghiệm, thì mình sẽ trải nghiệm cho hết luôn. Vì đi Hà Giang này không biết bao nhiêu mình sẽ quay trở lại cái mảnh đất này. Cái mỏm đá xanh xanh trên đó đó cô bác quý anh chị. Ở đây ta vẫn trồng xả nè. Dạ. Cái mỏm đá này ngồi là nó, người ta gọi là cái mỏm đá yên ngựa. Bây giờ thôi thì cũng gần buổi chiều rồi, 3 giờ mấy, 3 giờ rưỡi rồi. Cái đoạn đường này lên đây gian nan vất vả quá. Thôi, cái mỏm đá đẹp đẹp quá. Mình chỉ là người đi sau đó. Xuống đó chiếc xuồng mình ở dưới đó đó. Chú thiệt mình thời ở dưới đó đó. Và đây là cái nơi đó là cái view mà chụp hình cho mọi người, chụp hình đẹp nhất. Bên đây là núi đá với lại cây. Trời, mệt thở như chó trời. Nhưng mà vì lòng đam mê nhiệt huyết, cố gắng đi. Ủa đường này đâu phải ta, phải không ta? Không biết là phải đường này không. Có một cái con đường mòn. Không, đường này đi xa quá. Cái đường kia lộn rồi. Bây giờ mình sẽ bò lên cái đường này. Đường này có cái mỏm đá hai hướng, một là cái mỏm đá bên đây và hai là cái mỏm đá bên đây. Cái mỏm đá này treo leo ở đây. Trời ơi, đây mình đã đến được cái mỏm đá. Cái mỏm đá này thì có thể nhô ra kia và phần bên kia cũng có thể leo lên mỏm đá lên đó, leo lên được, nhưng mà ở đây khá là nguy hiểm, mình thì lại sợ độ cao. Mỏm này không phải. Vâng. Vậy là cái mỏm ở đây mới đúng nè. Cái mỏm đá này mọi người có thể bước ra đây và nhìn xuống đây. Ôi, nguy hiểm nha. Mình này lại sợ độ cao chứ. Ôi, hồi đã đến được cái mỏm đá này. Bước ra đây nó treo leo dưới này cũng rất là sợ, nhưng mà cái cảm giác thật là vô mốt luôn á. Cái mỏm đá yên ngựa nha cô bác quý anh chị. Thì khi mà mình đi ở đây, sau khi mình đi bằng xuồng, bằng thuyền xong thì mình sẽ ra cái mỏm đá yên ngựa này. Mình ngồi ở đây. Ở kia thì có những cái chiếc thuyền ở đằng kia đó. Đó. Vực cảnh này cũng khá là sâu dưới này nha. Rồi, xin chào cô bác quý anh chị. Chúc cô bác quý anh chị một ngày mới vui vẻ, thật là ấm áp bên mọi người, gia đình và người thân nha. Chào và hẹn gặp lại nha.